Thời đó không có điện thoại phổ biến như bây giờ. Trời sáng, hai vợ chồng cô Sáu tức tốc chạy về nhà nội để sang gặp ông Hát nhờ xem giúp sự tình. Ông nội em và hai vợ chồng cô Sáu đến thì lúc này tầm 7 giờ 30 sáng. Lúc này ba em đã được nhà nội báo tin. Ông Hát lật sổ rồi bấm tay lẩm nhẩm. Một hồi quay sang nói, muộn rồi anh ạ. Bây giờ hai cháu về đi, trên đường chưa về đến nơi là ở nhà đã tìm ra xác rồi đấy. Nghe đến đấy ai cũng hiểu là có chuyện gì. Vợ chồng cô Sáu tức tốc lên đường về, theo sau là ba mẹ em và các chú thím các bác. Về phần ở nhà, mọi người hóng tin của vợ chồng cô Sáu mà không đi tìm nữa. Đúng 8 giờ, một chị con gái của cô ra ngoài giếng múc nước lên để dùng. Khi mở nắp giếng ra thì thấy có cái gì đó nổi nổi như rong rêu, nhìn không rõ. Chị này thả cái gàu nước xuống, đụng phải cái gì thì các thím biết là cái gì rồi đó. Chị ta hốt hoảng hét lên, vứt cả gàu, chạy vào nhà la toáng lên. Mọi người thấy thế đổ ra xem và vớt được xác anh này. Điều kỳ lạ là nếu bị vấp té thì cái chân phải nổi lên trên, còn đằng này là cái đầu y như tự nhảy vậy các thím ạ. Với cả cái giếng nhà cô Sáu có nắp đậy đàng hoàng. Lúc cần mở nắp thì chỉ mở được 1/2 miệng giếng. Một người thanh niên không thể chui lọt được trừ khi bên trên có người cố nhét xuống. Và khi chị này ra mông nước, nắp giếng vẫn đóng kỹ càng. Anh Phở bảo lúc anh này đi, anh Phở thấy anh này đi ra cổng đàng hoàng, ngồi đợi mãi không thấy vào lại. Trong khi chỉ có một đường duy nhất để vào cái giếng là ngang qua sân nơi anh Phở đang sửa xe. Sau ngày đó, cô Sáu em nói thỉnh thoảng tối đến cứ hay thấy có người đứng ngay chỗ cái giếng ấy, nên quyết định đúc luôn một miếng bê tông lớn đậy miệng giếng và rào cái giếng đó lại, ra khỏi ranh giới của ngôi nhà. Từ đó góc vườn bị bỏ hoang, không ai bén mảng đến. Bây giờ thì hình như lấp lại rồi, bán đất đó cho người khác luôn rồi. Chương 5. Những năm tháng tuổi trẻ. Năm 18 tuổi, ba em rời nhà nội đi làm công nhân cho công ty đá xây dựng. Sau này mới lên đá xây dựng, còn lúc ba em đầu quân là công ty gạch thì phải. Cái công ty thì không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chỗ ở thôi. Ba em đi làm được 2 năm thì ba mẹ cưới nhau. Chuyện ba mẹ em đi làm và cưới nhau thì chỉ hài thôi, chứ không có gì là đặc sắc về tâm linh, nên em xin phép tua nhanh phần này. Ba mẹ cưới nhau thì được cấp cho một căn nhà tập thể, cụ thể là khu nhà và công ty nằm sát núi, khu vực núi Hòa Liên, Đà Nẵng bây giờ. Khu nhà tập thể này, bên thì kề núi, bên thì kề sông. Bà em kể thời đó sống khổ lắm, ngày làm công nhân trên công trường, tối về vác đèn ra sông soi cá, bắt tôm cua về nấu cháo cho con. Lúc đó, ba mẹ em mới có một đứa con gái, và 3 năm sau thêm chị thứ hai. Em thì cách tận 10 năm sau, khi về nhà hiện tại đang sống này mới có mặt. Ở chốn núi non hoang sơ, bên rừng bên sông, thế này chuyện gặp mấy loại ma cỏ là chuyện thường như cơm bữa. Có đêm, ba em cùng một số chú bác, tầm 7-8 người, chèo bè tự chế ra giữa sông bắt cá. Trên bè lúc này có một chú tuy lớn tuổi nhưng hơi ngờ nghệch một chút, ai nói gì cũng tin. Chú này còn độc thân nên ban ngày đi làm, đêm về đi chơi, không phải chắt bóp thời gian rảnh để đi bắt cá như ba em. Và các bác có gia đình khác nên đây là lần đầu chú đi bắt cá. Mà khổ, cái đêm nay lại là đi bắt trộm chỗ khúc sông người ta răng lưới nuôi. Bè ra giữa sông, đến chỗ người ta nuôi. Các bác ra lệnh im lặng để thả lưới bắt, không thôi nói chuyện rì rầm, họ bắt được thì chỉ có mà chạy không kịp. Chú độc thân này thì hoàn toàn đâu biết kế hoạch nên hỏi, sao phải im? Ba em biết là chú này sợ vu vơ lắm nên dọa luôn. Sao mày nói to chứ? Đi vượt biên qua Campuchia mà mày nói to chứ? Công an thấy bắn chết cả lũ chứ? Sao đi vượt biên làm gì? Sao mấy anh bảo đi bắt cá?
Đi vượt biên buôn lậu kiếm tiền chứ làm chi? Mày lên bè rồi thì im lặng đi. Tỏ tiếng tụi hắn bắn tỉa từ trên bờ xuống, xuyên óc, tao ép chịu trách nhiệm đâu. Nghe tới đây thì chú này đứng lên dãy nảy, làm nghiêng cả bè rú lên. Thôi đi, các anh cho em về, vợ em còn chưa cưới, em không cần tiền, các anh cho em vào bờ, rồi đi đâu thì đi. Mấy ông này vẫn cố đùa dai, nạt chú này, nhưng cố rằng nhỏ giọng như sợ ai đó nghe thấy. Tao nói ngồi im có nghe không? Theo ra đây là đi được nửa đường rồi. Qua bên kia bờ là Campuchia rồi. Về về cái chi nữa? Mặt chú này giờ sợ không còn giọt máu, ngồi bệt xuống bè. Còn mấy ông xung quanh thì không nhịn được nữa, cười hô hố, sảng khoái, quên cả việc mình đang đi ăn trộm. Bỗng đang cười, một bác mặt biến sắc, môi lập cập run run chỉ vào bụi tre ven sông. Theo tay chỉ của bác ấy, cả đám người nhìn sang thì thấy một bóng trắng nhìn như người nộm đuổi chim ngoài đồng, lượn là lượn lờ trên mặt sông rồi bay tót lên ngọn tre. Lúc này từ cười nghiêng ngả, ai cũng chuyển sang cứng đờ người đứng nhìn. Sau vài giây hiểu ra là cái gì thì ra sức ba chân bốn cẳng trèo bè thật nhanh quay vào bờ. Dương chú độc thân này thì đã ngất đi từ bao giờ luôn. Đi làm trên khu này có nhiều người xa quê, nên thường một năm không về quê một lần. Có người xa quá đến mức nghỉ phép cũng không về quê luôn mà ở lại trên đó. Dạo đó có hai cô chú được nghỉ phép cùng nhau. Nghĩ liền mấy ngày buồn quá không có chuyện gì làm, nên lấy rơm bện thành một hình nhân, rồi lấy quần áo của chú này mặc vào. Lên phòng y tế, mượn cái khiêng, bỏ hình nhân này lên rồi giả là người chết khiêng đi chôn. Hai người này khiêng hình nhân lên ngang chỗ mọi người đang làm, rồi giả vờ khóc lóc kể lể như đám tang thật, làm ai cũng chửi là hết cái để chơi. Không dừng lại ở đó, hai người này khiêng đi chôn thật rồi về. Tối hôm sau, người trong khu tập thể thấy chú này cứ đêm đang ngủ thì bò dậy rồi đi thẳng đến chỗ chôn cái hình nhân đó nằm ngủ. Người ta thấy vậy đi theo khiêng chú này về. Những đêm sau đó cũng vậy, cứ nửa đêm thì lồm cồm bò dậy đi. Có hôm không ai thấy đi theo thì sáng ra chú này tỉnh dậy tự đi về. Còn cô chơi cùng thì cứ sáng ra lên núi bứt lá cây ăn, chiều chạng vạng lại lững thững đi về. Cơ quan biết chuyện nên liên lạc gia đình hai cô chú này lên đưa về. Nghe nói chú này về nhà được mấy hôm thì chết trong lúc ngủ. Còn cô này thì mất liên lạc luôn, không thấy tin tức gì cả. Trên đó là một số chuyện ma cỏ vặt vãnh mà dưới chốn núi hoang rừng thiêng gặp như cơn bữa. Tiếp theo là chuyện cầu cơ. Chuyện cầu cơ thì có thể mỗi nơi người ta có những cách làm khác nhau, nhưng chung quy lại thì vẫn là muốn có những câu trả lời của các vong hồn, nhưng không có xác nhập hoặc có xác nhưng không khai khẩu được. Không khai khẩu được là sau khi nhập vào chỉ ú ớ chứ không nói thành tiếng được. Thời này đang là thời bao cấp ạ, vấn đề vui chơi giải trí cũng không có nhiều, lại đi làm công trường sát núi, còn thắp đèn dầu nên tivi chưa có, nên các trò vui giải trí chỉ có thể là đốt pháo, ăn uống, kể chuyện, đánh bài và số đề ạ. Chính cái số đề này đã đưa những con người này đến với trò tiêu khiển chết người là cầu cơ. Cầu cơ mà ba em từng tham gia tại đây thì sơ qua được miêu tả như sau. Lấy một miếng giấy khổ lớn có ghi 27 chữ cái và các dấu huyền sắc hỏi ngã nặng, bảng tiếng Việt nhé. Trên góc còn vẽ một hình vuông chia làm 4 ô, ma quỷ thần thánh. Một miếng gỗ hòm mài thành hình tròn rồi vẽ bát quái âm dương vào. Riêng cái miếng gỗ này thì ba em kể, cùng hội cầu cơ này có một ông là đội trưởng tổ thi công. Ông này ham số đề cực nên đến lúc bảo thiếu miếng gỗ này thì ông liền cho một anh công nhân nghỉ một ngày, có lương về quê kiếm cho bằng được, chỗ nào hốt mã để kiếm một miếng gỗ mang lên công trường chơi. Trong hội chơi này có một ông tên A, biết võ và cách chơi. Ông A này còn giải được người bị vong nhập, quỷ nhập nữa cơ. Nghe bà em bảo, trước ông A này theo một ông thầy nào đó học phép, nhưng không yêu nghề nên bỏ về lúc sắp học xong, đi làm công nhân. Bà bảo ông A có võ thần quyền, nhưng rất quái dị, mỗi lần dùng võ
và làm phép là nhai mảnh chai rau ráu. Ba em vốn rất sợ ma, cho tới bây giờ cũng thế, chỉ có mẹ là không sợ thôi, nhưng vẫn tham gia cầu cơ. Vì chắc ăn rằng có ông A này biết rõ nên cứ tham gia với cả mê đánh số đề nữa. Em tưởng ba em hiền lắm, nhưng cách đây vài năm em phát hiện hồi xưa cầu cơ đánh đề, ba em luôn dẫn top đầu và có cái tên người ta đặt cho rất kêu nữa mới ghê chứ. Đêm đó sau khi cơm nước xong, tập trung tại phòng ông A, mọi người bày ra bàn cơ và con cơ. Ngoài ra còn có một mảnh khăn điều cho một cô khác đội. Được biết cô có căn, nhưng căn nhỏ không có khả năng khai khẩu. Thêm vào đó có chuẩn bị mảnh chai đập vỡ sẵn để phòng bất trắc và chai rượu lớn. Tập trung sắp xếp xong, cô đội khăn điều, gọi là cô Đồng nhé, ngồi xếp bằng trước bàn cơ để ông A làm phép. Người ngồi quanh bàn cơ là những người tuổi thân và dần. Ông A này thắp ba cây nhang rồi phép đọc bài văn cổ cơ. Ông đọc xong gõ vào bàn cơ mấy cái, rồi cô Đồng này giật giật vài cái. Mọi người xung quanh lúc này cảm nhận được sự lạnh đi trông thấy của nhiệt độ trong phòng qua ánh đèn dầu hiu hắt. Đồng thời con cơ gỗ bắt đầu chuyển động. Ông này hỏi: "Hôm nay ai về đây cùng chúng tôi? Xưng danh để tiện bê đối đáp." Con cờ gỗ lúc này di chuyển từ từ, nói thật là nếu không phải ba em kể, em không tin đâu các thím ạ. Khúc này em hỏi ba về sự di chuyển của nó, ba nói là nó di chuyển tốc độ như cục sắt trên tấm gỗ có cục nam châm để ở dưới, cho nó đi theo ấy, chậm rãi, làm người ngồi xem muốn thót cả tim ra ngoài. Con cơ di chuyển quanh bàn cơ một vòng rồi về ô có ghi chữ quỷ. Mọi người lúc này tím mặt, đảo mắt từ con cơ qua cô Đồng rồi nhìn lên ông A. Ông này nhanh như cắt, vừa lấy nắm mảnh chai, nhai rôm rốp, mắt trợn ngược. Hiện rõ những đường vân máu nhìn rất hung dữ, một tay đứng tấn, tay còn lại xòe ra ngón trỏ gập vào trong lòng bàn tay như múa quyền ấy ạ. Hạ một phát như chặt xuống đỉnh đầu cô Đồng. Cô này nảy mạnh một cái rồi ngã lăn ra đất luôn. Ông A này bảo: "Gặp quỷ rồi, làm lại đi." Em nói thật là ngày xưa nhàn rỗi không có cái gì chơi, nên chơi mà không biết sợ luôn ấy. Ngay cô Đồng này cũng thế. Cô kể lại bình thường, nếu vong thường nhập sẽ có cảm giác mọi thứ xung quanh hiện lại lân lân, rồi như thiếp đi như ngủ. Nhưng lần này cô thấy trước mặt xuất hiện nhiều bóng đen đến giành giật cô, cười hô hố quái dị rồi mới thiếp đi. Sau khi cho cô Đồng này hoàn hồn, 15 phút sau lại tiếp tục lần cầu cơ 2. Lần này cũng y chang như vậy, sau khi xong thủ tục, biết cô Đồng đã có vong nhập về, ông A hỏi danh tính vong đang về, thì con cơ gỗ di chuyển một vòng bàn cơ rồi về lại ô thần. Tất cả dõi theo, thấy thế thì rất mừng. Ông này hỏi: "Thân gì?" Thì con cơ chạy lần lượt đến các chữ cái xếp lại thành chữ núi. Sau đó ông hỏi một số câu hỏi thông lệ như núi này là núi gì, đất này thuộc địa phận nào để kiểm tra độ tin cậy, thì bắt đầu câu đoạn xin số và hứa là nếu chúng sẽ cúng tả. Theo ba em kể lại thì cầu cơ này có đủ các hình thức, thể loại vong nhập như ma xó, quỷ, ma đói, thần. Thần núi là đa số. Lâu lâu hên hên thì gặp được một ông thánh, thấy thánh lên thì đảm bảo chúng đậm nên cứ gom tiền mà quất. Bản thân em trong đám dỗ ông nội em cũng đã từng gặp một ông thánh nhập vào xác ông sư phụ của thằng P, nhà cô 10, và cho em một con số. Chứ đó ra ngay giải độc đắc thật ạ. Ngoài ở cầu cơ ở đây ra, ba em còn tham gia cầu cơ ở chính nhà ông nội em nữa. Do bác hai em đứng ra cầu. Cầu ở nhà nội thì không có cô Đồng nào cả, chỉ có mỗi con cơ và bàn cơ, nhưng cầu vẫn lên. Và lần cầu ở nhà ông nội em cũng chính là lần cuối khiến ba em không bao giờ chơi trò này nữa. Trong nhà nội thì không có ma nào ngoài đường vào được mà nhập, nên lúc đầu 2-3 lần mới được. Và nhập vào cơ là bà tổ cô và ông nội em thờ ở cạnh ngoài hiên. Cơ chạy thành chữ bảo đang về là bà cô tổ. Bác hai em hỏi là thật không? Thì cơ chạy thành một câu: "Tao nói dám không tin, tao vặn cổ từng thằng." Tới đây thì ông nào ông nấy mặt xanh lét rồi.
Bà còn nói thêm, còn chơi trò này lần nữa thì đừng có trách. Kể từ đó bà em không bao giờ tơ tưởng trò này nữa. Chương 6. Về khu đất mới, phần 1. Công ty ba làm khoảng năm 1990 thì chuyển về gần nhà nội 3 km, tức là khu nhà em đang sống bây giờ. Ở đây có núi nên có thể khai thác đá xây dựng. Ban đầu chuyển về thì ba được cấp cho một nhà trong dãy nhà tập thể của công ty. Ở đây được gần 2 năm thì được cấp cho khu đất trên 250m² để xây nhà. Lúc xây nhà thì sinh em luôn. Lúc này ba mẹ em đang làm nhà nước mà sinh con thứ ba thì bị buộc thôi việc nên ba mẹ em hoang mang là không biết có nên sinh em ra hay không nữa. Nhưng sau đó mẹ đã kiên quyết cho em chào đời. Sau khi sinh xong, dở quá thất vọng. Vì là gái nên ba đi làm suốt. Ngày chỉ về nhà vài tiếng còn ở luôn bên công trường. Sau này khi em lớn, em giống nhiều cái nhất. Với cả nhà em khá lên từ lúc sinh em nên sau này ba rất thương em. Kiểu như cảm thấy có lỗi vậy. Mẹ em sau khi thôi việc thì chuyển qua buôn bán. Sau một thời gian kính thưa các loại bán thì cuối cùng nhà em cũng có được một căn nhà cấp 4, xe Dream, xe cánh én. Mẹ em sáng bán bún, chiều bán nhậu. Cả ngày có quán tạp hóa nữa nên cuộc sống khá ổn định. Khu em sống thì đi bộ tầm 5 phút đến một cái nghĩa địa lớn, chia ra làm hai khu là xóm trên và xóm dưới. Dân sống ở đây 95% là công nhân của công ty này. Cách em mấy nhà có một bà coi bói bằng ngải. Giữa hai xóm có cái nhà trẻ bỏ hoang. Tối tối đi qua đây ai cũng dựng tóc gáy. Không biết vì sao có hôm có bà xóm dưới lên xóm trên chơi. Tầm 10 giờ đi về thì thấy có người dắt theo đứa con đang ngồi bên gốc dừa. Bà này thấy lạ không biết ai thì hai người này tiến về phía bà. Bà này nhìn xuống thì thấy nó không có chân. Cứ là đà ảo ảo. Thì bà này bỏ chạy rơi cả dép mà không dám quay lại nhặt. Cô ở gần chỗ này bảo sáng sớm hay dậy quét lá rụng ngoài sân thì nhìn ra ngoài toàn thấy bóng người không chân lảng vảng. Lúc đó toàn thân cô cứng ngắc. Sau vài giây định thần thì vút luân trội. Đi vô, đóng cửa mà tim thì cứ đập muốn đập bể cả ngực. Bạn ba em có một chú sau khi nghỉ làm công nhân thì về cất một cái nhà gần nghĩa địa này, nhận xây và sửa mộ các thi mạng. Ông này bảo ở đó đêm đang ngủ cứ nghe tiếng gõ cửa xin cơm, gõ cửa đòi vào nhà rồi la hét hát hò nói chuyện là bình thường, nhưng vẫn cứ giả điếc mà ngủ. Ông này chạng vạng là thấy người mặc đồ cũ kỹ đi xe đạp ngày xưa cứ đi qua đi lại nhà ông hoài, nhưng không dám nói với ai. Vì nhà còn có hai cô con gái, sợ con mình hoang mang, nên ông vẫn yên lặng như không có việc gì xảy ra. Bình thường tối nhà này đóng hết cửa, cửa sổ cũng không chừa. Hôm đó trời nóng quá, và nghĩ mới có 7 giờ tối nên để cửa sổ cho mát, ngồi ăn cơm. Cô con gái ngồi sát cửa sổ đang ăn, thì thấy tự nhiên bên ngoài cửa có cái đầu kỳ dị thò vào, dí sát mặt cô. Cô này kinh hãi quá xỉu luôn, không kịp hét. Sau khi tỉnh dậy, cô này một hai phải bước, chứ không ở đấy nữa. Từ đó cho dù Tết hay lễ, dù ban ngày, cô gái này cũng không về lại ngôi nhà đó nữa. Năm em học cấp 2, hè năm đó trời nắng nóng, nên tối ba mẹ em vác chiếu ra đất ngủ cho có gió mát. Mẹ em ngủ ngoài hiên, tức là ngủ ngoài cửa chính của nhà. Còn ba em ngủ trong phòng khách chỉ cách nhau cách cửa, cửa thì không đóng. Đang ngủ nửa đêm thì mẹ em mở mắt ra, thấy có rất nhiều trẻ con mang áo xanh, áo đỏ, vàng, tím chạy vào trong sân nhà em. Có một đứa nhảy lên bụng mẹ em rồi bóp cổ khiến mẹ không thở được. Thấy ba em nằm bên đấy nhưng không sao gọi hay lấy tay đập ba em dậy được. Mẹ em lúc đó liền đọc kinh A-di-đà trong đầu. Tầm 10 giây sau, hết câu kinh thứ nhất thì mọi thứ biến mất và mẹ trở lại bình thường. Gần nhà em có một bà coi bói ạ. Bà này coi bói bằng ngải, hay qua nhà em mua trứng với nếp mãi. Riêng ông chồng bà này thì cực kỳ thích ba em nên hay qua đây chơi nói chuyện. Bà này hay bảo là chú có con trai đấy nhưng chả nuôi được. Ba em nghe thế thì cứ nghĩ là chắc sinh thêm đứa nữa sẽ là trai, mà có sinh cũng không nuôi được nên thôi. À mà hôm trước nghe thím nào trên này bảo ngải
là khắc với kinh Phật thì em xin confirm lại là không hề nhé. Bà này đuôi ngải và tụng kinh bình thường, lúc nào cũng chuỗi hạt đeo tay, một chuỗi dài đeo cổ, mặc áo dài nâu như nhà chùa và đọc kinh gõ mõ. Có hôm tụng kinh khuya đến 1-2 giờ sáng, bà thấy bên ngoài trời tối có ánh sáng vàng kỳ lạ. Vén màng ra xem thì thấy một người cao to hơn cả nóc nhà, nhưng chân thì bé tí như cái que vậy. Mang giáp phục, cầm giáo đi trước đường. Nhìn chỉ thấy uy nghi chứ không hề thấy sợ hãi hay lạnh lẽo. Bà bảo với ba em đó là thần đất ở đây, đi canh giữ cho dân mình, nhờ mình cúng kính hàng năm cẩn thận, nếu gặp cũng không có gì đáng sợ cả.